Trà nhà nông sản xứ Nghệ bên em rất là dễ uống, không táo bón, không đắng, không chát vì nó được kết hợp thêm một số vị như lá sen và giảo cổ lam. Hơn hết là trà cực kỳ dễ sử dụng. Em chia túi lọc sẵn hết rồi, một liệu trình có 30 túi, uống được 30 ngày. Về chỉ việc chăm nước sôi hoặc là nấu lên là mình có thể thay nước lọc uống mỗi ngày. Giảm cân không khó, cái khó là mình có chịu khó theo em không thôi. Kiên trì một thời gian không những đem lại hiệu quả về mặt giảm cân mà còn tốt cho đường tiêu hóa và đẹp da nữa. Mà em nói nè, trà này thì nam nữ, già trẻ, lớn bé, gái trai gì cũng dùng được hết trơn nha. Tạm xa mẹ đến chốn thành đô, chân bước đi sao lòng muốn ngừng, tâm thức con vui buồn có mẹ, canh cua đồng mẹ nấu tuyệt ngon. Ngày xa mẹ hứa sớm về thăm, bao nhớ thương chưa kịp tỏ bày, nay lớn khôn công thành danh toại, đón mẹ về vui sống cùng con. Âu ế, ơi âu ế, mẹ thương con biển hồ lai láng, tóc ngả màu bạc trắng như mây, cây mắt cây thương đời con về, chọn đô thành nhà ấm lành về thôi, ơi về thôi, đừng tranh đua danh lợi mà quên lãng, nhớ tìm về mái ấm.